Thưa quý vị, tại các nước phát triển hiện nay, gần như là 100% người tiêu dùng sử dụng thịt mát cho bữa ăn của mình. Bên cạnh thịt mát thì trên thế giới, thịt đông lạnh cũng được người tiêu dùng ưa chuộng do tính đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại Việt Nam thì khái niệm thịt đông lạnh cũng rất quen thuộc, song không phải là ai cũng hiểu về quy trình sản xuất cũng như là chất lượng của loại sản phẩm này. Không ít người khi hỏi thế thì thế nào là thịt đông lạnh thì đều trả lời rằng đó là thịt ấm mua ngoài chợ về, khi mà chưa sử dụng đến thì bảo quản trên ngăn đá tủ lạnh và khi đông đá thì sẽ trở thành thịt đông lạnh. Đây là quan điểm hết sức sai lầm, khiến cho người tiêu dùng rất e dè khi sử dụng loại thịt đông lạnh được bán trên thị trường hiện nay. Vậy thịt đông lạnh được sản xuất như thế nào và chất lượng của chúng có gì khác biệt so với thịt ấm được bán tràn lan tại các chợ truyền thống hiện nay? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là quy trình sản xuất thịt đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Đông DHS. Lợn được giám sát quy trình chăn nuôi, được đưa vào phòng mát, uống nước RO, nghe nhạc, tắm mát để đạt trạng thái thư giãn tốt nhất, tối thiểu từ 10 đến 12 giờ trước khi đưa vào giết mổ. Toàn bộ quy trình từ làm ngất, tháo tiết, cạo lông, bóc móng, tháo lòng, cưa mảnh, hoàn toàn cách ly với mặt đất, được xử lý trong vòng 5 phút. Lợn sau khi giết mổ được đưa vào phòng làm lạnh nhanh, có nhiệt độ âm 25 độ C trong vòng 10 phút để hạ thân nhiệt con lợn. Sau đó, thịt lợn được đưa vào kho bảo quản thịt mát, có nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C trong thời gian từ 16 đến 24 giờ để đảm bảo quá trình chín sinh hóa. Lúc này, thịt lợn trở thành thịt lợn mát. Thịt mát được đưa ra pha lóc, sơ chế trong điều kiện nhiệt độ phòng được làm lạnh. Sau khi pha lóc, thịt được đưa vào phòng cấp đông sâu ở nhiệt độ âm 45 độ C từ 6 đến 8 giờ tùy bộ phận. Cuối cùng, thịt được đưa vào phòng bảo quản ở nhiệt độ âm 22 độ C. Toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, bày bán được bảo đảm ở nhiệt độ âm 22 độ C. Đối với lại sản phẩm thịt nóng, thì người dân mua lợn về, sau đó giết mổ thủ công, sử dụng chỉ có tay và con dao thôi. Đấy thì sẽ không được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm ở cái nhiệt độ thường, ở cái môi trường bình thường và không được kiểm soát. Đấy thì sẽ có rất là nhiều cái nguy cơ nhiễm một số các cái loại bệnh. Về chất lượng thì chỉ còn khoảng 60% thôi, nhưng mà đối với sản phẩm thịt mát thì cái chỉ tiêu khá là cao so với các cái chỉ tiêu chất lượng so với lúc mà con heo còn sống, nó chỉ bị giảm một chút thôi, nó sẽ còn khoảng được 95-97%. Theo các chuyên gia, với loại thịt đông lạnh đạt tiêu chuẩn, ở nhiệt độ âm dưới 18 độ C, vi khuẩn hoàn toàn không thể xâm nhập. Do đó, khi chế biến, thịt gần như giữ nguyên được mùi vị cũng như là dinh dưỡng. Hiện thịt đông lạnh đang được bán với giá từ 150.000 đến 157.000 đồng một kg, cao hơn thịt ấm từ 5 đến 10%. Như vậy là để sản xuất được thịt đông lạnh thì sẽ phải trải qua rất nhiều các bước trong quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chứ không đơn giản là mua thịt về rồi cất trong ngăn đá của tủ lạnh là sẽ thành thịt đông lạnh. Với thói quen hiện nay thì người Việt Nam vẫn thích sử dụng thịt ấm, tức là loại thịt ngay sau khi được giết mổ sẽ được bày bán tại các chợ truyền thống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Trong khi đó thì bộ phận người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng thịt mát được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố tiêu chuẩn quốc gia. Thế nhưng đối với những nhiều gia đình thì với cuộc sống bận rộn, không có thời gian đi chợ thường xuyên thì việc sử dụng thịt đông lạnh sẽ tiết kiệm được thời gian mà chất lượng thịt thì không hề thay đổi. Thế nhưng việc bảo quản và sử dụng thịt đông lạnh đúng cách như thế nào thì có lẽ là vẫn chưa nhiều người biết đến. 5 lần một tuần. Đây là tần suất chị Hà sử dụng thịt lợn đông lạnh để chế biến cho bữa cơm của gia đình. Thói quen này đã được chị Hà duy trì khoảng 1 năm nay thay vì mua thịt ấm tại các chợ truyền thống. Theo chị Hà, sở dĩ chị thay đổi thói quen dùng thịt đông lạnh bởi chúng có chất lượng khác biệt so với thịt ấm. Khi ăn thịt đông lạnh ấy, kể cả khi luộc ấy thì nước rất thơm, mà rán, chiên rán cũng rất thơm. Nó không giống như là thịt mua ngoài chợ thì mùi rất là hôi. Để thịt cấp đông giữ được hương vị, việc giã đông phải tuân theo quy trình. Cách 1, chuyển thịt được bảo quản từ ngăn đá tủ lạnh đưa sang ngăn mát. Thời gian giã đông tốt nhất từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau để thịt đạt độ mềm vừa đủ trước khi đưa vào chế biến. Cách 2, lấy thịt được bảo quản từ ngăn đá tủ lạnh, đưa thịt vào lò vi sóng, sau đó bật chế độ giã đông trong vòng 2 phút. Thịt sau khi giã đông phải được chế biến ngay để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Tuyệt đối không được giã đông bằng cách lấy thịt được bảo quản từ ngăn đá tủ lạnh rồi ngâm vào chậu nước.
Cách làm này sẽ làm giảm chất lượng thịt.